Tuyến cao tốc Chợ Mới Bắc Cạn dự kiến sẽ khởi công vào tháng 9 năm 2024 và hiện công tác thống kê giải phóng mặt bằng đang được tỉnh Bắc Cạn khẩn trương triển khai. Tuy nhiên, hàng loạt vị trí qua khu vực xã Đông Thượng, thành phố Bắc Cạn đang xuất hiện tình trạng người dân ồ ạt trồng cây xây dựng công trình hạ tầng, có dấu hiệu đón đền bù bất chấp yêu cầu giữ nguyên hiện trạng của chính quyền sở tại. Khoảng một tháng qua, thửa ruộng gần 400m2 này tại cánh đồng Nà Đây, thôn Nà Trong, xã Đông Thượng, thành phố Bắc Cạn đã được trồng chi chít những cây mộc hương, một loại cây khá xa lạ với người dân Bắc Cạn. Những cây mộc hương cao hơn 30cm và được trồng với khoảng cách chỉ hơn một gang tay. Chủ thửa ruộng này cho biết, gia đình đã làm thủ tục xin chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa và đã được Ủy ban Nhân dân xã phê duyệt ngày 19 tháng 3 năm 2024, tức là 3 ngày trước khi Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Cạn có văn bản thông báo về việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường cao tốc Chợ Mới Bắc Cạn. Chủ thửa đất cho biết thêm, vừa qua, cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng của thành phố Bắc Cạn đã cùng gia đình kiểm đếm, xác nhận trên phần diện tích bị thu hồi khoảng 300m2, có tới hơn 2.700 cây mộc hương. Kiểu cả ruộng một vụ ấy, bây giờ không có nước, không ấy thì bây giờ mình chỉ biến đổi ra mộc hương. Cái cây này mình lấy giống ở đâu ạ? Lấy giống ở tận nào dưới Thái viện lấy trồng cây trồng ấy. Thế đấy là mình lấy bao nhiêu một cây? Đây kiệt lấy trở về đây là 8.000. 8.000 một cây. Và trở về tận đây rồi. Ừ. Nhưng cây đấy mình trồng thì đi để làm gì ạ? Vừa cây cảnh này vừa hoa nó làm mấy mà. Ăn hoa được, uống hoa được à? Nhưng mà mình có chỗ nào tiêu thụ chưa hay là mình cứ trồng trước thôi? Cứ trồng ấy lên là có người tiêu thụ cho. Theo quyết định số 419 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn về đơn giá bồi thường với cây trồng vật nuôi, cây mộc hương có mức đền bù với loại cây mới trồng đường kính dưới 2cm là 100.000 đồng. Còn với cây đường kính từ 2cm đến 5cm lên đến 500.000 đồng và trên 5cm là 1 triệu đồng. Với giá giống chỉ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng một cây. Có lẽ vì thế mà mộc hương trở thành loại cây trồng phổ biến nhất tại nhiều vị trí đất vườn, ruộng và đồi rừng thuộc tuyến cao tốc qua xã Đông Thượng. Ở bên cạnh những ruộng mộc hương thì ngay bên những sườn đồi này cũng có những cây mộc hương lớn hơn và bên dưới đó là những cây quế nhỏ như thế này. Và kể cả mộc hương lớn hoặc là cây quế mới trồng thì cũng đều còn nguyên bọc. Ở một thửa đất khác, cũng thuộc cánh đồng Nà Đây, thôn Nà Trong, số lượng cây mộc hương còn dài hơn dưới những tán cây ăn quả. Và xuất hiện thêm một số công trình như bờ rào lưới thép, nhà vệ sinh, chuồng trại, nhà tạm, nhà kho được đổ nền bê tông còn khá mới. Dấu hiệu đón đền bù cũng thấy rõ tại nhiều vị trí trên tuyến cao tốc đi qua xã Đông Thượng. Trên đoạn đường khoảng 1 km thuộc ngách 2, ngõ 232 của thôn Khâu Cút, không khó để bắt gặp những vườn mộc hương, cây ăn quả sau những dãy rào mới xây dựng bằng lưới thép kiên cố. Các mảnh đất ven đường, góc nhà, thậm chí sát lề đường bê tông cũng được tận dụng tối đa để trồng dày đặc các loại cây được xem là có giá đền bù cao. Không chỉ nhiều rào lưới thép mới được xây dựng, một số rào gạch bê tông, thậm chí cả nhà tạm mái tôn với nền lát đá hoa còn chưa khô mạch vữa. Thời điểm phóng viên có mặt đã hơn 20 ngày sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Cạn có thông báo yêu cầu giữ nguyên hiện trạng. Nhưng thực tế cho thấy phần lớn các công trình mới được xây dựng ít ngày, còn các loại cây cũng mới được trồng từ 1-2 hôm trước. Lãnh đạo xã Đông Thượng thành phố Bắc Cạn thừa nhận hiện vẫn có tình trạng người dân bất chấp yêu cầu của chính quyền địa phương làm thay đổi hiện trạng với mục đích chờ hỗ trợ đền bù. Đáng chú ý, một số hộ gia đình tại các thôn Nà Diểu, Nà Trong và Khao Cút đã được xã phê duyệt chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa ngay trước khi có thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Cạn về việc giải phóng mặt bằng tuyến đường này. Một số hộ trồng cây, nói chung là cây có giá trị kinh tế là đã xin, có đơn xin xác nhận. Thì lúc trước thời điểm có thông báo thì chúng tôi đã có xác nhận. Tuy nhiên là có một số hộ thì xin xác nhận xong thì tôi đã kiên quyết cũng không xác nhận cho. Vì là biết là khi có thông báo là hướng tuyến đường đã đi qua khu vực đấy. Với những một số hộ mà chúng ta ký trước ngày 22 tháng 3 năm 2024 thì Ủy ban xã, chính quyền xã có biết là cái khu vực đấy sẽ có tuyến đường cao tốc đi qua hay không ạ?
biết là biết khu vực đi qua nhưng mà chưa có thông báo chính thức, chỉ là biết là sẽ qua khu vực xã Đồng Thượng thế thôi, chứ còn cụ thể đoạn nào thì đúng ra xã không nắm được, chỉ biết là qua những cái thôn này. Tuyến cao tốc Chợ Mới Bắc Cạn có chiều dài hơn 28 km, quy mô 4 làn xe và tổng vốn hơn 5.700 tỷ đồng do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Công tác giải phóng mặt bằng do tỉnh Bắc Cạn đảm nhận. Trong đó, phần diện tích thu hồi qua thành phố Bắc Cạn là hơn 65 ha và riêng của xã Nông Thượng thành phố Bắc Cạn là hơn 60 ha. Các địa phương đang gấp rút tiến hành công tác giải phóng mặt bằng để có thể khởi công công trình theo dự kiến vào tháng 9 năm 2024.